Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang ở đây và chuẩn bị công chiếu cho chú anh chị và các bạn cái hình ảnh của một con bò đực. Bò đực Angus. Thường thường ta nói cái này, con này là nó thuộc về dòng Angus, nhưng mà nó lai Romater nên nó mặt nó rất là đẹp. Hình hài của nó thì nó đang mang một cái dáng dốc của con Romater, nhưng mà cái mặt là mặt Angus nha cô chú anh chị và các bạn. Dạ em nghe hả? Chưa ngủ chưa, ai vậy? Dạ không, bây giờ em đang quay phim á anh, có gì nói chuyện sao nha. Muốn hỏi cặp bò mới em mới đăng giấc chưa đó. Em bán đó. Em bán hồi 12:10. Dạ dạ. Coi sao? Rồi. Dạ có anh thông cảm nha, có gì anh em mình nói chuyện sau á, giờ em đang quay phim. Rồi. Dạ rồi, ok anh. Đây của chú anh chị và các bạn. Nói chung là một cái lượng khách hàng phải gọi là rất là to đang tìm đến cái kênh của em. Và tại vì bán hàng thứ nhất là chất lượng, thứ nhì là giá cả hợp lệ, nên bà con cô bác rất là đông đến mua hàng trên cái kênh của em. Và bây giờ em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của một con bò đực, phải gọi là dốc dáng của một con bò để bà con cô bác có thể nuôi để làm bò giống ha. Nói chung là cái giá này thì cũng hợp lệ thôi, nhưng mà cô chú anh chị các bạn tùy vào túi tiền của mỗi người. Người thì cho là hợp lệ, người thì cho là nó cao, còn người thì cho là nó rẻ. Thì nói chung là ai thích thì mua, còn không thích thì chúng ta xem để chúng ta giải trí ha, sau những giờ làm việc căng thẳng. Và bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn đến với nội dung của buổi ghi hình ngày hôm nay. Thì Út cũng đã quay tới quay lui, quay sơ lược về hình ảnh của con bò này rồi. Nói chung là con bò này nó khá là nó đẹp của chú anh chị và các bạn. Nó là một con Angus ha. Angus nhưng mà cái hình thể của nó là Romater. Đây, cô chú anh chị và các bạn có thể thấy nè. Từ cái chân móng của nó là cái dàn xương rất là to luôn nha. Xương rất là to chứ không phải là xương to nữa nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, và kế lên là lưng dai kèm theo cái dàn lông da của nó, phải gọi rất là đẹp luôn. Đây, mình ngồi mình nhìn thấy mình cũng biết cái dàn dai lực của nó như thế nào ha. Cái dàn lông da của nó rất là đẹp. Dàn lông da của nó nè, thấy không? Nó có sợi hết nè quý cô chú anh chị và các bạn. Có thể thấy trực tiếp qua cái video đúng không? Và một điều quan trọng nữa, nó là một cái dàn súng đạn cực kỳ là đẹp luôn. Mình nhìn thấy mình nhìn coi nè. Để em nói để cho bà con cô bác chúng ta có thể hạo được và nhìn được ha. Để chúng ta coi nha. Nè, mình nhìn cái dàn dai lực của nó khỏi chê luôn. Đây, bà con cô bác chúng ta thấy không? Đó, thấy dai lực ghê gớm chưa? Đó, anh đang quay những cái góc độ này chắc có lẽ là khó có thể mà bà con nè chúng ta có thể đi mua con bò mà chúng ta chui xuống chúng ta coi được như vậy. Mặt mày nè. Lưng dai đích khỏi chê, nó như là một con ba bê vậy cô chú anh chị và các bạn. Nói đúng ra thì cái dàn xương của nó nè, cho bà con cô bác chúng ta coi cái chân của em so với cái chân của nó nè. Đấy, thấy chưa, rất là đẹp. Lưng dai nè, hay lưng dai cực kỳ là ok ha. Con này cái mặt là Angus, hình thể là Romater nha, rất là đẹp luôn chứ không phải là đẹp nữa. Đó, bà con cô bác ai nhắm mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình. Báo giá trực tiếp cho quý cô chú anh chị và các bạn, con đực này có giá là 24 triệu. 24 triệu nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, giá phải gọi là cực kỳ ok, cực kỳ yêu thương cho bà con cô bác chúng ta mua về chúng ta nuôi làm bò nền nha. Bò này chúng ta về chúng ta làm bò nọc á. Đó, mình coi nè, cái dàn dai của nó nè cô chú anh chị và các bạn, thấy không?
con này không phải là con bò xin mà cũng không phải là con bò Rachman, không phải là con bò Angus luôn. Đó, mặt của nó là mặt lai mẹ Angus nè, mặt lai mẹ Angus nè, nhưng mà cái cấp mình của nó là con Romater. Đây chân móng của chú anh chị các bạn thấy không, cái giống bò này phải gọi là cực kỳ đắt, cấp mình khỏi chê chỗ nào luôn. Đây quý cô chú anh chị và các bạn có thể thấy qua cái video của em ha. Đó, bò rất là đẹp nha. Giá cả của con bò này thì cũng phải gọi là hợp lệ thôi, 24 triệu. 24 triệu là một cái giá phải gọi là cực kỳ hợp lệ để dành cho bà con. Chúng ta có thể mua về chúng ta nuôi làm bò nọc. Dàn xương phải gọi là khủng khiếp nha, dàn xương rất là to luôn. Rồi nói chung là bây giờ em sẽ sử dụng cây thước để đo hẹo thử chiều cao và gửi đến dưới cô chú anh chị và các bạn chúng ta nhắm xem mua được hay không. Nếu mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trong hình nha. Bò này thì em đón phỏng phỏng nó tầm khoảng từ 1m17-18. Ý, bò này chiều cao nó là 1m2 đó cô chú anh chị và các bạn, tại phía sau xương khu của nó là chiều cao 1m2. Và bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đến với nội dung tiếp theo của buổi ghi hình ngày hôm nay. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại xã Mỹ Hòa của huyện Ba Tri. Ở đây em ghi hình đang bán hai con bò. Ở đây có hai con bê, con là 3B và một con là Pháp Kem. Hai con bò nói chung là rất là lực và rất là mát sữa nha cô chú anh chị và các bạn. Hai con bò này là hai con bò dòng 1. Ở trước mắt chúng ta là hình ảnh của một đôi bò. Hai con bò này dao động của nó là tầm khoảng 6 tháng mấy tuổi rồi. Đó, thì cái giá cả cũng yêu thương thôi. Giá cả của đôi bò này thì một chút xíu sẽ cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn nha. Và bây giờ em sẽ cập nhật trước tiên là cái hình ảnh về con bò cái kem trước đi. Đó, mình nhìn thấy cái dàn dậu rúng nè cô chú anh chị và các bạn, chúng ta thấy không? Rất là ok đúng không? Đầu trội, sái bướm thì nói chung là nghiêm chỉnh nha. Sái bướm phải gọi là nghiêm chỉnh. Mình nhìn cái dàn dậu nè cô chú anh chị và các bạn. Nó rất là ok đúng không? Cái dàn rúng là rúng chèn nha quý cô chú anh chị và các bạn. Rúng là rúng chèn nha, chân móng nè. Chân móng là hoàn thiện, móng sò cùm đứng thẳng rất là đẹp đúng không? Đó, con 3B bên kia nó cũng y chang vậy cô chú anh chị các bạn. Nhìn cái trình độ ăn của nó, cái lỗ mũi nó còn dính cám không à. Đó, hai con bò này nói chung là nó khá là ăn tạp. Dai đùi thì khỏi chê rồi, nói những bò lai này mình nhìn thấy dai đùi khỏi chê rồi. Đó, cái dàn dậu khỏi chê luôn, rúng là rúng chèn nha. Quý cô chú anh chị và các bạn có thể thấy dàn chân của nó nè. Chân móng nó là móng sò cùm đứng thẳng rất là đẹp đúng không? Đó, khi mà chúng ta mua một con bò giống thì bà con cô bác đôi bây giờ cái này em chỉ góp ý cho những anh những chị những bác những chú nào chúng ta chưa có nuôi bò thôi. Những ở vùng xa xôi, ở những cái vùng xa xôi chúng ta chưa có nuôi bò, chưa tiếp cận được con giống thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho bà con cô bác chúng ta chọn một cái con giống phải gọi là ok hợp lại để sau này chúng ta mua, chúng ta mà không có muốn nuôi nữa chúng ta bán không có mất giá nha. Đây nè, mình nhìn thấy dàn móng không? Đó, móng là móng sò cùm đứng thẳng. Rúng ở đây á là cái dàn rúng là dàn rúng chiền. Đó, dậu nè, lệch phọt nè, thấy chưa? Nó dai á, mà nhìn thấy dai nè, dai phải nở bằng với lại đít. Dai đùi phải bằng nhau. Rất là đẹp, lưng là phải thả đòn. Thả đòn dài đúng không? Đó, những cái hình ảnh này phải gọi là để bà con cô bác chúng ta có thể lựa chọn được một con giống tốt thì quý cô chú anh chị và các bạn. Em nói mọi người nghe, nếu như mà mọi người tin thì tin, còn không tin thì thôi. Nói chung là có rất là nhiều người, những cô chú và điện cho em nói Út ơi, cưng mua giùm cho anh một cặp bò giống hay là 3, 4, 5, 7 con bò đực về để anh nuôi vỗ béo. Em vẫn sẵn sàng em mua giùm mọi người, em sẵn sàng em lựa giùm cho mọi người luôn. Rồi em sẵn sàng em mua, em bỏ tiền túi ra em mua giùm luôn. Nhưng mà bắt buộc một điều của chú chịu bộ bạc, khi mà em mua bò giùm cho mọi người, bắt buộc mọi người phải chuyển tiền đặt cọc trước em mới kiếm em mua giùm được nha. Đó, tại vì em bỏ tiền túi ra em mua giùm cho mọi người rồi á, em giao đến em mới lấy tiền. Đó, cô chú anh chị và các bạn. Rồi mọi người, thơm thảo mọi người cho em 100-200 ngàn uống cà phê hay cái gì đó thì em nhận. Chứ em không có đòi hỏi bất cứ ai, bán phải cho tiền tôi hay là mua phải cho tiền tôi, không có. Đó là những cái lời nói phải gọi là thật lòng của em. Còn cô chú anh chị và các bạn tin hay không đó là cái chuyện của cô chú anh chị và các bạn. Đối với con 3B này, nó là một con 3B đỏ. Bông bụng nha, 3B đỏ. Nói đến 3B thì chúng ta thường chúng ta nghĩ là 3B thường thì nó màu đen, màu xanh, xanh đen ha, bông trắng. Đó,
đó là thuộc thế hệ đặc, phải gọi là nó độc quyền rồi. Thường 3B là đen bông trắng hoặc là đen thui hoặc là đen cà phê. Còn cái này là 3B đỏ nha. 3B đỏ, bông đuôi, bông bụng, chân kiền đen. Đó. Nếu như mà nó không có bông thì mọi người cứ nghĩ nó là Cosimo đen, nhưng mà thật sự nó là 3B nha. Nói với 3B thì cô chú anh chị của bạn cũng biết rồi, nó hơi có nhóm nhóm sần một chút xíu và nó bị bông. Đó, rúng thì đầy đủ nha. Đây trước mắt chúng ta là hình ảnh về cái rúng con bò là đầy đủ nha. Bông bụng, bông rúng, bông đuôi, chân móng sò cầm đứng thẳng rất là ok. Đó, sái bướm thì nói chung là hoàn toàn nghiêm chỉnh, chiều dài thả đòn. Dáng con bò này phải gọi là cái dáng chúng ta có thể mua về chúng ta làm bò nền đấy cô chú anh chị và các bạn. Đó, đây hai con bò này thì chiều cao dao động của nó khoảng thước mốt bò. Hai con bò này dao động khoảng 6 tháng rưỡi một tuổi nha. Qua thì bự. Nè, qua thì bự nha quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta có thể thấy trực tiếp qua cái video của em. Em quay phim là quay không phải là mình cứ chụp sát vô con bò mình quay. Mình quay những cái chỗ đẹp mà mình che giấu đi những cái chỗ xấu của con bò để bà con mua về chúng ta bị lầm. Không có. Em mua bán là phải công khai minh bạch, giá cả phải đâu đó rõ ràng. Thà là mít lòng trước mà đặng lòng sau, chứ đừng để hai bên mua rồi xong rồi nghịch nhau. Đó. Chân móng là móng sò. Nói chung là hai chân móng, bốn cái chân móng, tám cái chân móng này đều hoàn thiện, không có ổ áp xe. Rúng thì không có xuống rúng xuống ruột gì hết nha. Sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, mặt mày rất là ok. Đây cô chú anh chị và các bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video của em, và em bây giờ em xin báo giá cụ thể để bà con cô bác chúng ta nhắm mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Đôi bò này có giá là 39 triệu. Giá trên không bao gồm tiền xe nha. Giá này là giá bán tại chỗ, bà con cô bác chúng ta vui lòng chúng ta thanh toán tiền xe và tiền bò sau khi mà chúng ta kiểm tra thật là kỹ con bò rồi hãy thanh toán cho bác tài để bác tài đi về nha quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi thì bây giờ em sẽ lại gần con bò để làm chi, để cho bà con cô bác có thể hạo ra. Ngốt nó chiều cao 1m75 mà nó đứng kế con bò, nó đứng kế con bò mà con bò nó chiều cao tầm này mình nhắm cái mình mua được hay không. Và cuối cùng á thì em cũng sẽ sử dụng cái thước như thế này để em đo hạo thử chiều cao và gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta mình nhắm mình mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Còn mình không có mua được, mình nói là giá bò hôm nay nó hơi căng, thì bà con cô bác có thể xem những cái chương trình sau, những cái video sau thông qua cái mục đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể cập nhật được nhiều cái video mới và những cái giá cả bò hàng ngày, để bà con cô bác có thể lựa chọn cho chúng ta được một cái đôi bò hoặc là những cái con bò giống đạt chất lượng và giá cả phải gọi là hợp lệ. Và bây giờ em sẽ sử dụng cái thước ra em đo thử chiều cao của đôi bò này coi. Em nhắm khoảng 1m1 bò đó coi có đúng hay không. Nếu như mà muốn mua thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em nha. Bò này thì em nhắm khoảng 1m1 bò đó là chính xác khoảng 1m1 bò. Thì giá cả em đã cập nhật rồi, cái đôi bò này có giá là 39 triệu của chú anh chị và các bạn. Thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em nếu muốn mua đôi bò này. Và bây giờ ông xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã vào đây xem chương trình của em. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.